Quá căng rồi anh chị ơi, quá căng rồi. Một cái thông tin cực kỳ là nóng đến với thầy Trân Quang nữa rồi anh chị ơi. Thì ngày hôm qua đó thì quý vị cũng chắc là nhận được cái thông tin là Ban Tôn giáo Chính phủ đã vào cuộc để thẩm tra những cái phát ngôn gây chấn động dư luận của thầy Trân Quang. Thì ngày hôm nay tiếp tục, nếu như mà hiện tại bây giờ là hàng loạt những cái doanh nghiệp lớn như là cái ngành cà phê, chúng ta thấy là ở Việt Nam là dữ dằn nhất là ông chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Chủ, mà ông nộp đơn, cũng như là những cái doanh nghiệp lớn khác mà nộp đơn về những cái phát ngôn mà gây ảnh hưởng tới cái doanh nghiệp của người ta, thì rất có thể là thầy Trân Quang chuyến này là phải là quả báo, là nghiệp báo đã đến với thầy rồi. Thầy là thường xuyên có những cái gọi như là giảng pháp về những cái quả báo, như là đi du lịch thì nhiều là sẽ bị bại liệt, trồng cà phê thì sẽ mang nghiệp nặng. Đó là những cái phát ngôn gọi là đi ngược chủ trương phát triển kinh tế lành mạnh. Thì đa số những cái tranh luận hướng tới những cái lý giải về nhân quả mà ông Trân Quang này đã giảng trong nhiều cái chủ đề và ở nhiều cái đạo tràng thích pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu khi đi hát karaoke tuổi trẻ đi du lịch, hay không được thờ Phật ở chung cư đó. Và đặc biệt là cái vấn đề mà ông này nói về, đánh mạnh về vấn đề những kinh tế, khi mà nhân quả hát karaoke nhiều là sẽ trở thành con ma câm này kia đó. Thì nếu như mà bây giờ hàng loạt những cái gọi như là nhà hàng khách sạn mà người ta có chuỗi karaoke, hay là những cái doanh nghiệp mà người ta có karaoke, thì người ta bây giờ sau khi là Ban Tôn giáo Chính phủ vào cuộc để mà thẩm tra, và chắc chắn là những phát ngôn này phải có xử lý rồi, thêm hàng loạt những cái doanh nghiệp mà người ta nộp đơn nữa. Tại vì sao? Ảnh hưởng tới là cái việc làm ăn, cái việc phát triển kinh tế của xã hội, thì chuyến này là thầy Quang này là không ai cứu nổi. Em mà Phương Trinh thì cứu cũng không nổi thầy. Để anh chị biết là cái lượng người mà theo dõi những cái bài thuyết giảng của thầy Quang thì cũng không phải là nhỏ ha. Cái lượng người là không phải là nhỏ, một cái con số rất là lớn. Mà những cái bài giảng thì lượt chia sẻ nó rất là lớn, có khi là đến là 200.000, thậm chí là có những cái clip ngắn mà cắt ra là lên tới có vài triệu view cũng có nữa, thì ảnh hưởng rất là lớn tới là cái doanh nghiệp của người ta. Một số những cái lời nói của ổng, như là chẳng hạn như là cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sanh. Theo lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vậy. Thì nếu như mà ổng nói như vậy thì những cái người mà doanh nghiệp người ta làm võng nè, những người ta đang võng nè, rồi những cái công ty cơ sở mà người ta sản xuất giá võng nè, bằng inox rồi này kia nọ, bằng cây này kia nọ, rồi những cái gọi như là Phật tử mà nghe theo là cái việc thuyết giảng của ổng, người ta không đi mua giá võng, người ta không mua võng nữa, rồi cái ngành công nghiệp làm võng, inox, ngành gỗ rồi kia nọ rồi trì trệ, thì sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, đầu tiên là của là bá tánh, rồi của đất nước nữa, đúng không? Thấy như vậy là những cái phát ngôn của ổng như vậy là đi ngược lại cái sự phát triển của đất nước rồi. Kể cả cái việc ma đối mà còn không nói được. Thượng Thọ Thích Trân Quang giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Thì bây giờ là nếu như mà thầy Trân Quang mà ông nói vậy, thì bây giờ Ban Tôn giáo vào thẩm tra thẩm tra ổng, vậy là ổng đã bị nghiệp rồi, nghiệp quả báo nói bậy của ổng đã tới rồi, đúng không chị? Đúng không? Ta đi hát karaoke mà ổng còn nói người ta là nghiệp hay là gì à? Bị sống nói bậy chửi bậy nè, vậy thì thầy bị thẩm tra rồi, thầy bị ăn kiểm điểm là do thầy nói bậy, đúng không? Vậy là này là cũng là nghiệp quả báo đến với thầy hay gì? Đến mức mà karaoke, anh chỉ biết là những cái nơi mà du lịch hiện tại bây giờ á, là không có karaoke là khách ta không đi du lịch. Phải có karaoke, ở đâu cũng vậy, bây giờ đám tiệc nào cũng có karaoke hết.
chưa nói tới là cái những cái doanh nghiệp lớn, những người nhỏ nữa chị, những người nhỏ thì mình không nói, còn bây giờ những doanh nghiệp lớn người ta có những cái chuỗi karaoke, nhà hàng, khách sạn, mà ông nói vậy rồi bà con Phật tử của ông vài ngàn người hay vài trăm ngàn người mà người ta là đi du lịch rồi người ta không đi karaoke, người ta không có ca, không dám ca hát gì hết, rồi lo kẹo kéo, rồi doanh nghiệp lớn rồi như điện máy xanh rồi người ta không bán được, lo kẹo kéo rồi nộp đơn thưa ông này là được chưa hả? À, hôm nay là nghe đâu là lo kẹo kéo rồi bán ế đó, bán không được đó, rồi nếu mà người ta đổ lỗi hết cho là ông Trân Quang này thì ông sẽ như thế nào? Trước mắt sơ sơ là mình thấy hai doanh nghiệp lớn rồi đó, lụm ổng rồi đó. Nếu như mà là ổng không có là những cái vấn đề như là xin lỗi hay sau này thì rất là căng ha. Đặc biệt là cái vấn đề cái ngành cà phê ha. Cái ngành cà phê là mọi người biết là nó đem lại là hàng ngàn tỷ USD mỗi năm ha, hàng ngàn tỷ USD mỗi năm, chứ không phải là cái con số nhỏ, mà cũng bị kết tội ha, cũng bị là kết tội. Dịch vụ karaoke rồi nhà hàng nào cũng vậy, mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng, bởi vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng. À, thì cái này mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà ông đem ông nộp đơn là ông tố cáo những cái phát ngôn của ông thầy Quang này mà ảnh hưởng tới là cái doanh nghiệp của ổng thì chắc là thầy Quang chứ này phải đuối à, không ai cứu nổi thầy đâu, nói thật luôn, không ai mà cứu nổi thầy. Rồi bà con mà trồng cà phê cũng vậy à. Rồi ví dụ như mà ổng nói vậy rồi người ta không uống cà phê nữa thì những cái người mà trồng cà phê là khổ trước nè, đừng nói tới doanh nghiệp lớn đó, vậy là ổng còn nghiệp hơn là những cái người mà người ta đang làm nghiệp. Có cái chuyện gì mà trồng cà phê uống cà phê mà nghiệp không trời. Ông Nguyên Vũ mà ông nộp đơn ông thưa ông Trân Quang thì toan ông. Thấy không? Mọi người thấy không? Ông giảng tầm bậy tầm bạ, ông giảng tào lao không, gây ảnh hưởng cho biết bao nhiêu người, ảnh hưởng biết bao nhiêu là doanh nghiệp. Người ta buôn bán không được vì những cái phát ngôn của ông làm ảnh hưởng là hàng ngàn tỷ USD mỗi năm mà cũng bị ông đem ra ông nói. Thì anh chị thấy là ông này phải bị xử lý rồi, xử lý là cái chuyện nó còn nhẹ đó, cái này là phải cấm không cho ông thuyết giảng 10 năm đó, còn hơi bị nhẹ đó. Tại vì hôm nay là cũng có ông Nhuận Đức gì đó cũng là đã bị gọi như là sám hối rồi và không có cho thuyết giảng trong vòng 1 năm, nhưng mà bà con thấy là cái đó vẫn chưa đủ à, nếu mà thật sự mà ông Trân Quang mà ông bị thưa mà để mà đền bù thiệt hại cho những cái doanh nghiệp mà đã bị thiệt hại khi mà có những cái phát ngôn của ổng mà gây ra thì ổng có thể bán nhà cũng chưa chắc gì mà đền cho nổi nữa ha. Tự nhiên cái người ta đi bán cà phê cái gọi như là nghiệp rất là nặng, còn ai đi hát cà phê là người đó có nguy cơ là làm ma câm, mà ông này ổng khẳng định như vậy ha. Quá trời quá đất rồi à, đó là những cái phát ngôn gây tranh cãi hoàn toàn là đi ngược lại cái chủ trương kinh tế lành mạnh của đất nước, nên những cái phát ngôn này nó thật sự rất là độc hại. Tại vì sao? Nếu như mà người nghe hiểu lầm những cái lời nói đó chính là đạo pháp, là phù hợp với tư tưởng của Đức Phật, rồi đưa vào tâm niệm và thực hành thì hậu quả không thể đo lường được à, và chắc chắn là có những cái người người ta u mê ổng à, người ta nghe theo cái lời giảng của ổng thì chắc chắn là người ta sẽ làm như vậy à, tại vì thầy mà đúng không, thầy nói thì các con phải nghe à, thầy giảng nhiều người đúng rồi à, có thể là hồi xưa là có một cái Phật tử đó một ngày hoặc một tháng người ta sẽ tiêu thụ vài ký cà phê hay vài chục ký, gia đình dòng họ ta uống hết. Mà bây giờ khi mà nghe ông này nói uống cà phê là nghiệp, nghiệp nặng lắm, người ta không mua cà phê người ta uống nữa. Doanh nghiệp không có lợi nhuận, không bán ra rồi không có rồi cái ngành trồng cà phê của bà con ở vùng cao, tại vì ở ai uống cà phê nó đâu trồng chứ. Đó, ảnh hưởng tiền bạc biết bao nhiêu hơn. Đó, rồi làm kinh tế đất nước trì trệ đi xuống. À,
phải xử lý gấp, không thể đo lường được cái hậu quả. Và bên cạnh đó, và ông này còn cổ xí cho cái việc mà giải hạn cầu tài lộc bằng cách là cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp cho nhà chùa. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang và bức xúc trước những phát ngôn của ông Quang đó. Thì mọi người thấy là ông nói người ta cho đã rồi, xong rồi cuối cùng là ông kêu là ông quay lại là ông khuyến khích là người ta góp tiền cho nhà chùa. Rồi bây giờ hỏi ông, hỏi thầy, thầy kêu người ta là hát karaoke nghiệp, rồi thí dụ doanh nghiệp karaoke ta không có tiền, lấy tiền ra ta cúng dường cho thầy. Rồi mấy người trồng cà phê mà bị thầy nói là nghiệp, à, mấy doanh nghiệp mà bán cà phê không được rồi tiền đâu ta cúng cho thầy à. Rồi người ta trồng cà phê, người ta bán cà phê không được rồi tiền đâu đem đi cúng dường cho chùa cho thầy. Thầy nói nhiều câu khiến cho người ta là bức xúc là như vậy đó ha. Những cái phát ngôn ở trong clip bị dư luận cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, giáo luật truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo. Thì hiện tại bây giờ ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị rà soát và thẩm tra xác minh trong những cái trường hợp nếu có vi phạm thì sẽ là xử lý nghiêm. Nhưng mà mình thấy là đã có vi phạm rồi đó. Cái vấn đề là ban tôn giáo chính phủ vào cuộc là cái vấn đề của ban tôn giáo. Nhưng mà nếu như mà những cái doanh nghiệp mà bây giờ những doanh nghiệp lớn như ngành cà phê hay là ngành kinh doanh điện tử, rồi cái ngành du lịch giải trí, karaoke, những chuỗi nhà hàng rồi mà người ta đồng loạt người ta đồng loạt nộp đơn để tố ông này là làm ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh, cái việc làm ăn của người ta và yêu cầu bồi thường. Nếu như mà người ta chứng minh được là khi mà có từ cái lúc mà chưa có những cái phát ngôn của ổng, người ta ăn nên làm ra, kinh tế phát triển, mà khi có những phát ngôn của ổng xong là bắt đầu là nhà hàng người ta ế rồi này kia ha, rồi bị đánh giá là một sao rồi này kia ha, bình luận rồi thôi đừng đi cao kê, bị câm rồi uống cà phê nghiệp này kia đó, chết toan thầy liền ha. Thầy mà có kêu rồi Trinh ơi cứu thầy, Trinh cứu cũng không nổi thầy đâu. 100 bài của em Trinh lên viết cứu thầy cũng không nổi nữa, chứ đừng có nói là một em Trinh nhỏ bé hay là nhóm gì CTN gì của thầy đó, có việc cứu thầy cứu cũng không nổi. Toàn là những ông trùm không à, mà nếu mà dập thầy thì thầy chịu gì nổi. Nghĩa là nghiệp của thầy nghiệp của thầy tới. Thì nói chung là tụi em ở đây thì cũng ít có nghe giảng lắm anh chị, ít có nghe giảng về Phật. Tại vì sao? Bây giờ thì mình cũng không có biết, là mình không có tìm được là cái vị nào giảng hay hay là giảng dở thì mình không có bình luận. Nhưng mà mình không có nghe giảng online, thật luôn á. Ít khi nào mà nghe giảng online. Những cái mà bậc chân tu thì người ta thường là người ta ẩn trong chùa, trong núi, không có khi nào mà ta lên ta xài điện thoại ta giảng online đâu, ít lắm. Còn ví dụ mình muốn nghe thì mình tìm kinh sách giáo lý Phật mình học là được rồi, không cần nghe giảng nhân quả gì đâu, mất công nó nghe xong rồi mình nhức đầu thêm. Cứ làm gì mình cứ lo làm ăn lương thiện, sống đúng với cái lương tâm của mình, làm phước rồi cho từ thiện rồi giúp đỡ người, vậy là được rồi. Còn cái nhân quả đó thì đừng có nghe tầm bậy tầm bạ rồi gây ảnh hưởng. Có cái chuyện gì mà uống cà phê mà nghiệp. Ngày xưa giờ vậy là tôi thấy nếu mà nghiệp thì ông Trung Nguyên đâu có giàu cả đó, đúng không? Mà ông kinh doanh cà phê mà ông nghiệp nặng lắm thì ông đâu có giàu cả đó đâu, đúng không thầy? Nếu mà nghiệp thì ông đâu có giàu đó, ông cúng dường đâu, người ta làm người ta đi xuống hết rồi, người ta đâu có giàu đâu, người ta cúng dường. Chuyện này là nói chung là căng cho thầy lắm, căng cho thầy Quang lắm rồi. Chỉ cần dài ông chùm khổng lồ ha, dài ông chủ tập đoàn doanh nghiệp mà nộp đơn thôi là thầy chắc là chuyến này thầy ngất xỉu á, thầy chắc về giường luôn ha. Mà không biết còn giường để về không ha. Chuyến này là nếu mà cỡ đó là thầy chắc phải là ôm nồi cơm điện này đi rồi. Căng lắm, biết cái ruột nồi cơm điện thầy còn không nữa. Thì nói chung là ban tôn giáo thì cũng đã vào cuộc rồi, thì chắc chắn là sắp tới đây thì sẽ có là kết quả để chia sẻ cho bà con mình biết. Chắc chắn là nhiều bà con sẽ rất là vui mừng khi mà thấy được cái thông tin là thầy Quang phải là chịu trách nhiệm và bị xử lý trước những cái phát ngôn là gây tranh cãi của mình ha. Những cái phát ngôn của
một cái vị thượng tọa. Thì khi mà mình đã là đến là cái vị trí như vậy rồi, mình đã trụ trì của một chùa rồi, thì đương nhiên mình ăn nói thì mình phải cẩn ngôn, không? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Ở đây là Đức Phật đã dạy à, con nói phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đó, mình giảng mình đã là một cái vị trụ trì rồi. Mình lên mình giảng mà để cho là quý Phật tử rồi bà con bức xúc, mà bà nó còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến rất là nhiều người, thì thầy phải coi lại. Cái này là thầy phải xin sám hối, và có thể rằng thầy phải xin là con không có phát ngôn phải 10 năm mới được, để mà sám hối hết là những cái điều mà thầy đã nói, thì quả mai bà con còn gọi như là tin tưởng. Nói chung á là có một vài người thì họ phát ngôn á, cho nên là khiến là cả một tập thể bị ảnh hưởng luôn. Thì em tin rằng sắp tới đây thì sẽ phải có những cái biện pháp xử lý thích đáng để cho bà con là không còn bức xúc nữa, và để tránh làm ảnh hưởng đến cả một cái tập thể giáo hội. Tại vì một mình cá nhân ổng làm mà ổng lại gây ảnh hưởng đến cái hình ảnh của là những cái vị khác thì không được, đúng không anh chị? Rồi thì đó là những cái thông tin nóng mà tụi em chia sẻ để gửi đến cho anh chị trong cái video này. Chúng ta sẽ chờ đợi xem cái quả nào dành tặng được gửi đến cho thầy Quang, thì tụi em sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ gửi đến cho anh chị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.